Dạ bạn nha, mời bạn vô xem kênh Sân Bắt Ốc chứ. Nay hai cha con mình đi thăm gặp nó các bạn ơi. Wow, hai anh cô luôn. Vô vô. Ê, con kẹp nhau kìa. Ê, ê, được rồi bạn. Kẹp nhau kìa. Không dữ quá các bạn ơi. Để cho bọn này sao đi. Bờ trồng dừa đó các bạn, bờ chờ trồng dừa, còn ở dưới này mình nuôi tôm nuôi cua. Đợt này chỉ thị 16 nữa các bạn ơi, 15 được mấy ngày giờ quay tới 16 nữa rồi, không có đi đâu được hết trơn á, làm ăn gì cũng không được hết. Coi mà có nhàm chán quá các bạn thông cảm nha, tại mình không đi đâu được, nhà mình không có làm cái gì được hết trơn. Con vô sẽ gặp quá trời luôn cả nhà. Đấy mà không luôn luôn. Vậy. Tới gặp nó rồi cả nhà. Rồi. Bình thường đi, sao đâu, bình thường đi,
không có muốn nhích vùng đây là nó không có ra chơi. Sợ bị kẹp. Sợ bị kẹp không cả nhà ai. Tới gặp nó cả nhà ai. Mới gặp luôn cả nhà ơi. Quá trời gió luôn. Ba con cua luôn rồi cả nhà. Cua bắt không được chán luôn mọi người. Liệt cây luôn các bạn. Coi không nổi luôn. Có ồn ào hay gì đó, nói chuyện nghe không rõ đó, mọi người thông cảm giúp mình nhé. Có quá ồn ào quá mọi người. Nhưng mà nó dính lại con bự không. À con bự không. Cái gặp nữa rồi cả nhà ơi. Thì 16 nó rồi, hết nữa ra ngoài nữa còn. Thì 1 tuần 2-3 ngày. Không làm sao đây. Bây giờ kẹp. Bây giờ kẹp. Được. Con cua gụm hết hai càng. Có càng à. Kẹp nó rồi.
Con cua này hung dữ quá cả nhà ơi. Ở đây cũng có con cua đang cố gắng bò ra nè mọi người. Em cho mọi người rồi nó kẹp nhau chí chóe cho mọi người cắt lượng. Thả mấy con nhỏ trước rồi mình bắt mấy con bự sợ cắt lượng.